viết tiêu đề bằng một cái bút màu, sau đó mình sẽ đổ bóng bằng một cái bút che màu đen là sẽ có một tiêu đề thật là đơn giản rồi đó. Cách thứ hai, mình sẽ vẽ khuôn viền cho toàn bộ chữ, nhưng mà mình không biết làm gì nên là tô màu lên luôn. Rồi mình sẽ viền lại bằng một cái bút màu đen nhưng mà nó sẽ lệch vào phía một bên để nhìn lạ mắt hơn nha. Cách thứ ba là vẽ một mũi tên như thế này, rồi mình sử dụng một cây bút brush để viết theo cái đường mũi tên đó. Cách thứ tư là mình sẽ dùng một cái bút che màu đen để viết tiêu đề, sau đó mình sẽ dùng một cái bút tô đổ bóng cho chữ. Vậy là cũng đủ đẹp rồi đó.